được gửi đến quý vị một ca khúc rất là ngọt ngào và dễ thương. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe bài hát mang tên Đêm Huyền Diệu. Có mặt trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng mạnh dạn tiến lên sân khấu cũng như là liên hệ cùng với Tăng Ái Như để đăng ký những ca khúc mà mình yêu thích gửi đến cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày hôm nay rất nhiều. Thưa quý vị, thì hiện tại ekip đang xin ký bài hát vẫn còn trống rất là nhiều, cho nên là mong tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng mạnh dạn tiến lên sân khấu để cùng giao lưu với chương trình ngày hôm nay. Và giờ đây Ái Như sẽ đi đến từng bàn để có thể đăng ký những bài hát cùng với quý vị trong ngày hôm nay. Trong khi chờ đợi thì quý vị có thể lắng nghe những ca khúc hòa tấu của ekip ban nhạc Thiên Phú. Hôm nay, ta hãy xin được mời tiếng hát của cô Mai với một bài hát mà cô yêu thích gửi đến cho